Xin chào quý vị khán giả, hôm nay thì em đang đứng trước khu du lịch Đại Nam. Thì nay có buổi livestream của bà Phương Hằng. Thì em xin mời quý vị khán giả cùng xem cái quang cảnh trước khi mà trước giờ livestream của bà Hằng nha quý vị. Mời quý vị khán giả theo dõi cái video ở đây em quay nha. Đây là những cái hình ảnh của Đại Nam. Và chúng ta sẽ được theo dõi những cái giờ, những cái thời điểm mà trước khi mà quay. Ồ, cũng long thời tiền sử. Ở đây hình như người Khmer phục vụ nhiều, quý vị dân Trà Vinh lên đây làm cho bà Hằng. Bà Hằng hình như gốc người Trà Vinh phải. Thank you.
em đang đứng trước đây và xin chào quý vị khán giả. Đây là toàn bộ cái quan cảnh ngoài trước, toàn bộ quan cảnh ở phía trước ha, phía sau ha. Và quý vị xem tiếp tục nha.
rất là nhiều người, rất là ồn ào ở đây, và chúng ta sẽ được nhìn mặt chị Phương Hằng vào lúc 2 giờ. Thank you.
Thank you.